xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của ba chị em mình. Mình vừa có một chuyến du lịch Đà Lạt 3 ngày 2 đêm cùng bạn thân của mình. Mọi người cùng đón xem là tụi mình đi đâu nha. Bạn nào chưa đi Đà Lạt thì có thể tham khảo địa điểm mà tụi mình đã ghé nha. Mình đã lên một kế hoạch rất là cụ thể cho chuyến đi này, bao gồm cả địa điểm và khách sạn luôn. Mình bắt xe đi từ Gia Lai và đến Đà Lạt lúc 2 giờ sáng. Thời tiết lúc này khá là lạnh. Hello. Mọi người lưu ý, nếu mà đến Đà Lạt sớm như thế này thì nhớ book khách sạn trước nha. Vì mình chủ quan không book trước cho nên là khi mà tới Đà Lạt lúc 2 giờ sáng thì mình phải book một khách sạn mới. Tới khách sạn ngủ một giấc và sáng mai đi chơi thôi. Giờ thì mình tắm rửa, make up và đi chơi. Bạn mình đi từ Đắk Lắk lên Đà Lạt và trưa ngày mai thì tụi mình sẽ gặp nhau. Đây là các bước make up của mình. Bây giờ thì khám phá Đà Lạt nha. Cùng ngắm nhìn một góc thành phố Đà Lạt nha. Sáng nay đi chơi một mình không có bạn mình cho nên là việc quay phim khá là khó khăn, mình không quay được nhiều góc. Địa điểm đầu tiên mà mình đến đó là quán bánh ướt lòng gà. Quán khá là đông, bánh ướt hơi nguội, hương vị thì ổn áp, không quá là xuất sắc. Mình ăn lần đầu nên không biết là ở chỗ khác nó có nguội hay không, vì mình thích ăn nóng. Không thể thiếu sữa đậu nành nè. Ăn uống no nê rồi thì mình sang thăm khu du lịch Lã Phong. Mình thấy ở đây rất là đẹp, có nhiều góc để mọi người có thể sống ảo. Mọi người có thể thuê đồ để chụp hình nha. Phong cách ở khu du lịch này theo hướng Nhật Bản. Ở đây còn có bán nước và bánh. Có rất nhiều khách đến tham quan và chụp hình luôn. Họ có trồng cây phong nữa nè. Mình mua nước uống và ngồi nghỉ ngơi ngắm cảnh. Khoảng 10 giờ thì mình bắt đầu đi ăn trưa. Mình ăn cơm ở quán Một Chín hồi đó. Chị chủ khá là dễ thương, mình tới sớm và chị cho mình lên trên lầu quay phim nữa. Có một số nét đặc trưng từ ngày xưa. Chén bát cũng khá là ấn tượng. Cơm ở đây khá rẻ và ngon, trang trí đẹp mắt. Rau má rất là ngon nha. Bây giờ thì ăn cùng mình nha. Mình về khách sạn và đợi bạn của mình tới. Cùng thì cũng đã được gặp bạn mình rồi nè. Lẽ ra là tụi mình đi cùng một chuyến xe nhưng mà vì trục trặc một xíu cho nên bạn mình phải đi xe khác và sáng nay mới tới. Tặng quà nè. Trời ơi, thật bự quá vậy nè. Trời ơi. Mở đây ra nè. Trời không muốn mở luôn á. Mở đúng đây. Không muốn mở. Trời ơi mọi người ơi, đi Đà Lạt mà có quà chứ. Chứ đi quà luôn. Đi
quá. Trời ơi, là người ta tưởng tượng không? Là lên xe phải không? Ừ, là xe xỉu không? Là kiếm. Mọi người mình đến Đà Lạt. Mình đến trong mình quà quá trời là quà luôn. Có rồi, nhưng mà đẹp quá à. Sinh nhật của mình là cũng tháng 6. Nhưng mà bây giờ là tháng mấy ta? Tháng 4. Đúng rồi. Cái này là bạn mình vẽ nè. Mình vẽ rất là chữ thân. Vẽ hai xíu. Thôi gỡ đi rồi, không sao đâu. Dễ thương đúng không? Ừ. Trời ơi, tâm huyết lắm đó mà bị kêu là vẽ như chị mẫu giáo vậy. Đi Đà Lạt xuống quá hay dắt đi ngoài luôn mọi người. Này không phải đồ Shopee nha mọi người. Chỉ là cái hộp Shopee thôi. Nhà không có hộp gì cả. Sao mà không có mình tặng gì mà mình gói vậy? Giờ không nhớ luôn á mọi người. Để mở ra đọc. Happy birthday. Đừng có đau. Hai đứa bắt đầu soạn đồ áo. Thử thách make up cho bản thân. Sẵn mình khác bao giờ cũng dễ hơn, bởi vì mình thay đường. Mình chỉnh đường. Tham quan nhà thờ con gà. Khoảng 1 giờ 30 thì tụi mình bắt đầu xuất phát, trời khá là âm u. Thờ con gà này nói lên là kiểu gia đình của nó có con gà. Đúng rồi đó. Trời hơi âm u nhưng mà tụi mình cũng chụp được rất là nhiều hình đẹp nha. Một vài ngóc ngách ở nhà thờ. Địa điểm tiếp theo, nhà ga xe lửa. Trời mát mát, đi xe máy rất là thích luôn. Tới rồi nè. Vì là nhà ga nên có những điểm bán vé. Ở đây còn có bán đồ lưu niệm nữa. Các toa tàu rất là đẹp. Có một số toa thì không được đi vào bên trong. Một số thì được tận dụng để làm quán cà phê. Bây giờ thì ra chụp hình ở đường ray. Đây là những tấm hình mà tụi mình đã chụp được. Sau đó thì tụi mình ra quảng trường Lâm Viên đi dạo và hóng mát. Quảng trường rộng, nhìn ra phía Hồ Xuân Hương rất là mát mẻ và thơ mộng. Nằm ngay trung tâm thành phố, quảng trường Lâm Viên được coi là trái tim của Đà Lạt. Mọi người có thể chụp hình với các bé chó. Ở đây còn có công trình nhà hát, khu thương mại và dịch vụ nữa. Lúc này thì trời đã nắng lên một xíu. Mình đụng giơ tay ra mà nó lại nóng tay mình. Tụi mình đi ăn bánh chan nướng và uống sữa đậu nành. Sữa đậu nướng đi em ơi. Ôi mày gói nóng. Vui xỉu, Minh Diệp thấy hôm nay đi chơi sao? Vui lắm mọi người ơi. Bây giờ thì đi về nghỉ ngơi. Buổi chiều về nắng rất là đẹp luôn. Tắm rửa, make up, lên đồ và đi chơi thôi. Tranh thủ ra ban công điều điều chụp hình tí nè. Bây giờ tụi mình sẽ đi ăn ốc ở quán Bích.
Quán rất là đông khách nên mọi người muốn ăn thì phải đi sớm nha. Tụi mình tới là khoảng 7 giờ rưỡi và hết bàn. Mình gọi ốc bươu nhồi thịt, món nổi tiếng của quán. Ốc rất là ngon luôn nha mọi người. Mình có gọi thêm salad bò. Bây giờ đi ăn bánh chiên nướng nè. Quán có một mình cô làm thôi cho nên chờ rất là lâu nha. Tụi mình chờ khoảng 1 tiếng thì mới có ăn. Trong lúc ngồi chờ thì tám chuyện linh tinh. Chờ lâu nhưng mà thành quả thì xứng đáng nha. Bánh rất là ngon luôn. Một lần nhìn vô máy ảnh. Béo. Không ai. Béo kiểu lạ. Ăn xong thì tụi mình qua chợ đêm. Mình vào Lan Farm để mua quà tặng. Lan Farm thì rất là nổi tiếng rồi. Ở đây bán các loại mứt, đồ sấy khô. Mọi người tha hồ lựa chọn mua về làm quà. Tụi mình tiếp tục đi dạo ở chợ đêm. Ở chợ bán rất nhiều loại đồ ăn, đồ nướng, bún phở, trái cây. Mọi người tha hồ lựa chọn nha. Thì tụi mình ở Đà Lạt Festival Town chơi. Mua sữa chua phô mai để ăn nè. Quay chưa dọn? Rồi, quay rồi. Vừa ăn vừa tám chuyện, chụp hình xíu rồi đi về thôi. Vậy là kết thúc một ngày đi chơi rất vui tại Đà Lạt. Hẹn mọi người ngày 2.